Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị. Bộ Giao thông Vận tải dự kiến nguồn thu từ việc phát triển đô thị, trung tâm thương mại quanh ga đường sắt tốc độ cao Bắc Nam là rất lớn. Ước tính tiền đấu giá các khu đất đô thị quanh ga đường sắt tốc độ cao lên đến 17 tỷ đô la Mỹ. Theo tính toán của Bộ Giao thông Vận tải, thời gian hoàn vốn cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam khoảng 17,7 năm. Nguồn thu từ giá vé khó có thể bù đắp chi phí, nhưng nguồn thu từ quỹ đất khi phát triển các khu đô thị, khu thương mại hứa hẹn đem lại hàng tỷ đô la Mỹ cho ngân sách. Trong báo cáo tiền khả thi, nguồn thu từ khai thác quỹ đất tại các khu vực phát triển định hướng giao thông và khai thác thương mại dự kiến đạt khoảng 22 tỷ đô la Mỹ, trong đó 5 tỷ đô la Mỹ từ quảng cáo và dịch vụ, còn lại 17 tỷ đô la Mỹ từ quỹ đất. Theo phương án đề xuất, địa phương sẽ giữ lại 8,5 tỷ đô la Mỹ trong tổng số này, còn 8,5 tỷ đô la Mỹ sẽ được góp vào đầu tư cho dự án. Bộ Giao thông Vận tải dự kiến nguồn thu từ phát triển đô thị và trung tâm thương mại quanh các ga đường sắt tốc độ cao sẽ rất lớn. Theo mô hình TOD, nguồn thu từ khai thác quỹ đất được kỳ vọng sẽ quay về với ngân sách trung ương nhằm bù đắp chi phí đầu tư và đảm bảo an toàn nợ công. Nhằm thúc đẩy quá trình phát triển hệ thống đô thị xung quanh các nhà ga đường sắt tốc độ cao, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị áp dụng cơ chế đặc thù cho phép Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được quyền điều chỉnh chức năng sử dụng đất trong khu vực phụ cận nhà ga. Điều này nhằm mục tiêu khai thác tối đa quỹ đất và giá trị tăng thêm từ đất quanh các nhà ga. Với đề xuất này, các địa phương sẽ có quyền điều chỉnh cục bộ quy hoạch vùng phụ cận ga trong quy hoạch phân khu và quy hoạch tương đương mà không cần thực hiện các thủ tục điều chỉnh đồ án quy hoạch đã được phê duyệt trước đó. Theo đó, xung quanh mỗi nhà ga đường sắt tốc độ cao sẽ hình thành các khu đô thị và dịch vụ thương mại TOD với quy mô trung bình khoảng 330 ha, trong đó tỷ lệ đất dành cho thương mại và dịch vụ chiếm từ 30 đến 50%. Nguồn thu từ khai thác quỹ đất tại 23 nhà ga đường sắt tốc độ cao trên toàn tuyến dự kiến đạt khoảng 17 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, các diện tích đất quanh nhà ga hiện thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương và theo quy định tại Điều 37 Luật Ngân sách Nhà nước, các khoản thu từ tiền sử dụng đất thuộc thẩm quyền địa phương sẽ do ngân sách địa phương hưởng 100%. Bộ Giao thông Vận tải cho rằng cần có chính sách phân phối lợi ích một cách hài hòa từ giá trị đất tăng thêm để cân đối nguồn thu giữa ngân sách trung ương và địa phương. Trong báo cáo tiền khả thi, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất đối với nguồn thu từ khai thác quỹ đất vùng phụ cận ga đường sắt tốc độ cao, sau khi trừ các chi phí liên quan, chính quyền địa phương cấp tỉnh sẽ giữ lại 50%, trong khi 50% còn lại sẽ nộp vào ngân sách trung ương. Theo đó, ngân sách trung ương dự kiến sẽ thu về 8,5 tỷ đô la Mỹ, còn lại 8,5 tỷ đô la Mỹ sẽ thuộc ngân sách địa phương. Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh, việc chia 50-50 nguồn thu từ khai thác quỹ đất không chỉ góp phần giảm áp lực đầu tư công, mà còn tạo điều kiện để nhà nước có thể thu lại lợi ích từ quỹ đất khi đã đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Việc phát triển các khu đô thị quanh ga đường sắt tốc độ cao sẽ tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi việc làm sang các lĩnh vực có thu nhập cao hơn, đồng thời đảm bảo chính sách bồi thường và hỗ trợ tái định cư giúp người dân có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đối với các doanh nghiệp, chính sách này tạo nhiều cơ hội tham gia đầu tư, xây dựng kinh doanh tại khu vực nhà ga, đặc biệt trong các lĩnh vực bất động sản, dịch vụ thương mại và văn phòng. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải cũng thừa nhận rằng việc mở rộng diện tích thu hồi đất để làm đô thị nhà ga có thể gây xáo trộn đời sống dân cư khi người dân phải di rời khỏi nơi ở cũ. Chính sách hỗ trợ hợp lý sẽ là cần thiết để giảm thiểu các tác động tiêu cực này. Chính phủ đã có tờ trình gửi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Dự kiến Quốc hội sẽ nghe tờ trình vào ngày 13 tháng 11, thảo luận tại hội trường vào ngày 20 tháng 11. Theo tính toán, việc đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam tạo ra thị trường xây dựng giá trị khoảng 33,5 tỷ đô la Mỹ. Nếu tính cả hệ thống đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị sẽ tạo ra thị trường xây dựng 75,6 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, sản xuất phương tiện thiết bị 34,1 tỷ đô la Mỹ, đầu máy toa xe 9,8 tỷ đô la Mỹ, hệ thống thông tin tín hiệu và thiết bị khác 24,3 tỷ đô la Mỹ. Tại dự thảo luật đường sắt sửa đổi, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất bổ sung nội dung quy định các sản phẩm công nghiệp đường sắt được ưu tiên phát triển. Cụ thể, xác định công nghiệp đường sắt bao gồm sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông đường sắt, sản xuất phụ kiện, phụ tùng, vật tư, thiết bị chuyên dùng cho đường sắt. Trong báo cáo mới đây của Bộ Giao thông Vận tải cũng nêu, Việt Nam phấn đấu hoàn thành đầu tư toàn tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam trong năm 2035.
Dự án này không chỉ tạo cú hích phát triển kinh tế xã hội mà còn mở ra cơ hội để tiếp nhận chuyển giao, làm chủ công nghệ và phát triển công nghệ đường sắt, tạo đột phá trong các ngành cơ khí chế tạo, tự động hóa. Nhìn lại trong những năm qua, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tích lũy đủ năng lực cả về kinh tế lẫn kỹ thuật trong việc thực hiện các dự án hạ tầng giao thông. Từ thiếu kinh nghiệm, các doanh nghiệp đã tự thiết kế thi công nhiều công trình trọng điểm quốc gia. Điển hình là cầu Dây Văng Mỹ Thuận 2 được các nhà thầu Việt Nam thực hiện 100% từ thiết kế đến thi công, hay dự án cao tốc Bắc Nam với các hạng mục xây cầu, hầm, đòi hỏi kỹ thuật cao đều do các doanh nghiệp Việt Nam đảm nhiệm. Ông Trần Thiện Cảnh, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam bày tỏ kinh nghiệm các nước cho thấy đường sắt tốc độ cao sẽ tạo điều kiện cho một quốc gia hình thành nền công nghiệp đường sắt, huy động được các tập đoàn lớn tham gia. Chẳng hạn Hàn Quốc nhận chuyển giao công nghệ từ Pháp, sau đó giao cho các tập đoàn công nghiệp lớn trong nước như Daewoo, Hyundai tham gia hình thành một doanh nghiệp, yêu cầu nhà cung cấp Pháp phải ký hợp đồng với doanh nghiệp này để tiếp nhận chuyển giao công nghệ. Đây cũng chính là điều kiện để Việt Nam phát huy tối đa tinh thần độc lập tự chủ, tiếp nhận được tinh hoa công nghệ của thế giới. Đây cũng là cơ hội cho doanh nghiệp trong nước tham gia các dự án hạ tầng lớn phức tạp về kỹ thuật. Mà dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam là ví dụ điển hình. Dự án triển khai sẽ tạo cơ hội và động lực để phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp cơ khí chế tạo. Liên quan đến vấn đề này, Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đánh giá dự án đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam sẽ trở thành một trọng điểm trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông của quốc gia, với mục tiêu kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm, giảm thời gian di chuyển và tăng cường năng lực vận tải. Dự án này không chỉ giúp hiện đại hóa hệ thống giao thông mà còn thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp liên quan. Công nghiệp đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp vật tư thiết bị và công nghệ để hoàn thành dự án này. Trong đó, ngành công nghiệp xây dựng và chế tạo đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các loại vật liệu cần thiết cho việc xây dựng đường sắt, bao gồm bê tông, thép, các cấu kiện hạ tầng như cầu, cống, đường hầm. Ngoài ra, ngành công nghiệp sản xuất thiết bị kỹ thuật cao như đầu máy, toa xe, hệ thống điện và tín hiệu cũng cần phát triển mạnh mẽ. Những thiết bị này không chỉ đòi hỏi công nghệ tiên tiến mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Bộ Giao thông Vận tải và Tư vấn Thẩm tra đều nhận định việc hoàn thành xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam trong 8 năm là rất thách thức khó khăn. Trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, Bộ Giao thông Vận tải cho biết dự án này không phân kỳ đầu tư như trước đây mà sẽ theo hình thức cuốn chiếu đầu tư toàn tuyến để cơ bản hoàn thành vào năm 2035. Tuy nhiên, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về lộ trình này bởi thực tế nhiều dự án đường sắt đô thị đang liên tục đẩy lùi tiến độ vận hành. Theo Bộ Giao thông Vận tải, nếu được Quốc hội thông qua dự án vào kỳ họp này, trong năm 2025 và 2026, chủ đầu tư sẽ triển khai ngay các bước tiếp theo như lập báo cáo nghiên cứu khả thi và đấu thầu lựa chọn tư vấn quốc tế. Song song với quá trình trên sẽ tiến hành triển khai giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu và phân đấu khởi công dự án đoạn Hà Nội Vinh và Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2028, cố gắng đưa vào khai thác đoạn này vào năm 2033. Đối với đoạn Vinh Nha Trang, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến khởi công năm 2028, hoàn thành năm 2035. Với phương án trên, dự án có thời gian chuẩn bị đầu tư và xây dựng mất 10 năm, rút ngắn 10 năm so với kết luận số 49 của Bộ Chính trị đã đưa dự án hoàn thành trong năm 2045. Bộ Giao thông Vận tải cho rằng việc không phân kỳ đầu tư đảm bảo tính thống nhất đồng bộ của dự án từ cơ sở hạ tầng, thiết bị công nghệ, phương tiện, thuận lợi cho việc đào tạo chuyển giao công nghệ cũng như vận hành khai thác và bảo trì, bảo dưỡng sau khi dự án hoàn thành. Tuy nhiên, nhược điểm của phương án này là do chiều dài dự án lớn nên khối lượng khảo sát lập dự án lớn mất nhiều thời gian và phải đồng thời huy động nhiều máy móc thiết bị, Bộ Giao thông Vận tải nhận định. Đánh giá đề xuất trên, tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam do Hội đồng Thẩm định Nhà nước thuê nhận định dự án dự kiến triển khai thực hiện trong 10 năm, trong đó có 2 năm chuẩn bị thực hiện và 8 năm triển khai xây dựng, nghiệm thu và đưa vào vận hành khai thác là rất khó khăn, có nhiều rủi ro kéo dài thời gian tiến độ thực hiện. Thêm vào đó, tiến độ thực hiện trong 10 năm thì phần lớn thiết bị nhập trực tiếp từ nước ngoài, khó kịp thời gian thực hiện chuyển giao công nghệ và nội địa hóa. Để có thể triển khai thành công cả dự án lớn trong vòng 8 năm xây dựng, tư vấn thẩm tra khuyến nghị trong giai đoạn đầu cho hoàn thiện các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các quy trình thực hiện dự án, cần xây dựng thử nghiệm đoạn tuyến ngắn khoảng 50 km dự án Thủ Thiêm Long Thành trong vòng 2 năm. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng có thể để tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, thử nghiệm mô hình, hệ thống thông tin vận hành tuyến do Việt Nam tự chủ, hoàn thiện các quy trình trước khi triển khai xây dựng các đoạn tuyến lớn. Ngoài ra, việc triển khai dự án trong thời gian ngắn cần tập trung mọi nguồn lực để đủ vốn bố trí theo kế hoạch đề ra. Mỗi năm bình quân cần bố trí cho dự án khoảng 5,6 tỷ đô la Mỹ, tương đương 24,5% vốn đầu tư công trung hạn hàng năm, bố trí trong giai đoạn 2021-2025.
Bên cạnh đó, cần có các cơ chế chính sách đặc biệt để phân cấp phân quyền đầu tư, để nhanh tiến độ thực hiện huy động nguồn lực đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu khảo sát thiết kế, thi công xây dựng, giám sát nghiệm thu và đưa vào vận hành khai thác. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội vừa báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Văn bản do ông Ngô Ngọc Vân, Giám đốc Ban Quản lý Dự án ký nêu rõ, đến cuối tháng 10 năm 2024, Hà Nội đã phê duyệt và thu hồi 98,15% diện tích, hoàn thành toàn bộ 13 khu tái định cư và bố trí tái định cư cho 337 trên 818 hộ dân. Dù trên phạm vi tuyến còn nhiều điểm ngắt quãng, sôi đỗ, 19 đoạn chưa được bàn giao mặt bằng với chiều dài khoảng 4,38 km, song chủ đầu tư khẳng định sẽ phối hợp với địa phương phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2024, hoàn thành di chuyển hạng mục hạ tầng kỹ thuật, ngầm, nổi trong quý 4 năm 2024. Về tiến độ dự án thành phần 2.1 làm đường song hành, theo ông Ngô Ngọc Vân, Giám đốc Ban Quản lý Dự án, sau 15 tháng kể từ ngày khởi công, 4 gói thầu xây lắp đã được các nhà thầu đồng loạt triển khai trên phần diện tích mặt bằng, đã bàn giao với 32 mũi thi công, 23 mũi đường, 9 mũi cầu. Hiện nhà thầu đang quản lý nền đất yếu, cầu và thi công hạng mục, thảm bê tông nhựa bán rỗng. Sản lượng đến nay đạt khoảng 36,86%, dự kiến hoàn thành dự án vào quý 4 năm 2025. Với dự án thành phần 3, làm đường cao tốc, Ban Quản lý Dự án đang phối hợp, đóng dấu thẩm định, phát hành kèm theo hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến quý 2 năm 2025 khởi công. Trường hợp không có nhà đầu tư đáp ứng, Ban Quản lý Dự án sẽ đề xuất thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trình Quốc hội cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, từ phương thức đối tác công tư sang đầu tư công. Về công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua Hà Nội, theo đơn vị chủ đầu tư, để có thể hoàn thành dự án đường song hành trong năm 2025, công tác giải phóng mặt bằng phải được các địa phương hoàn thành toàn bộ trong năm 2024, do đó cần ưu tiên bàn giao đối với hạng mục, đường, găng, tiến độ của dự án như móng cột cao thế, xử lý đất yếu. Đối với việc giải phóng mặt bằng đất ở, hiện nay khối lượng mặt bằng còn lại chủ yếu là đất ở trên địa bàn 5 quận, huyện Hà Đông, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai gặp khó khăn do vướng mắc khi áp dụng luật đất đai ngày 18 tháng 1 năm 2024 và các quy định hiện hành. Cùng với đó là các khó khăn liên quan đến việc xác định nguồn gốc đất, chênh lệch lớn giữa giá đầu đi, đầu đến. Do vậy, Ban Quản lý Dự án đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì nghiên cứu chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng quy định đảm bảo thống nhất toàn bộ dự án. Về tiến độ dự án làm đường vành đai 4 qua tỉnh Hưng Yên, hiện địa phương đã thu hồi đất và bàn giao 95,1% mặt bằng, di chuyển ngôi mộ đạt 99,3%. Hưng Yên cũng đã hoàn thành 7 trên 11 khu tái định cư, phấn đấu hoàn thành 4 khu tái định cư còn lại, bàn giao đất tái định cư cho các hộ gia đình trước ngày 20 tháng 11 năm 2024. Dự án thành phần 2.2 đã tổ chức 8 mũi thi công, sản lượng thi công khoảng đạt 21,57% giá trị hợp đồng và 95% so với tiến độ phê duyệt. Tại Bắc Ninh, hiện công tác giải phóng mặt bằng đạt 97,28%, công tác di chuyển mộ cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, địa phương mới hoàn thành 2 trên 11 khu tái định cư, phấn đấu hoàn thiện cơ bản và tổ chức tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong quý 1 năm 2025. Dự án thành phần 2.3 bố trí 22 mũi thi công, sản lượng thi công 3 gói thầu khoảng đạt 9% giá trị so với kế hoạch. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài đoạn qua tỉnh Hưng Yên được khởi công tháng 8 năm 2021, dự kiến hoàn thành năm 2025 với tổng mức đầu tư gần 2.900 tỷ đồng. Tuyến đường với 6 làn xe, trong đó đoạn cuối tuyến giao cao tốc Hà Nội Hải Phòng và đường nối hai cao tốc mở rộng đồng bộ 14 làn xe. Cùng cây cầu vượt khác mức, hiện tại tuyến đường đang có một số hạng mục hoàn thiện, xe cộ đã có thể lưu thông trên một chiều từ trung tâm huyện Văn Giang tới nút giao cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Con đường khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển
đồng thời mở ra tiềm năng phát triển loạt khu công nghiệp và đô thị của tỉnh Hưng Yên. Điểm đầu của tuyến đường tại vòng xuyến trung tâm huyện Văn Giang kết nối đường tỉnh 379 kéo dài tới Hà Nội. Con đường sau đó chạy xuyên qua huyện Văn Giang Khói Châu Yên Mỹ trước khi kết nối vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng và đường nối hai cao tốc. Trên toàn tuyến, các hạng mục chính như nền đường, vạch kẻ, biển báo, đèn chiếu sáng và tín hiệu cũng đã hoàn thành. Đáng chú ý, tuyến đường cũng sẽ kết nối trực tiếp với siêu dự án vành đai 4 vùng thủ đô đang được xây dựng. Hiện xe cộ đã có thể lưu thông theo hướng Hà Nội Văn Giang Yên Mỹ. Ở chiều ngược lại, cơ quan chức năng chưa thông xe, tuy nhiên nhiều xe máy vẫn lách qua các thanh chắn để đi vào. Điểm nhấn trên tuyến đường là đoạn cuối tuyến được xây dựng nút giao khác mức với quốc lộ 39 và mở rộng mặt cắt đồng bộ 14 làn xe với đường kết nối hai cao tốc. Tỉnh Hưng Yên kỳ vọng khi hoàn thành toàn bộ công trình, năm 2025 sẽ góp phần khai thác tiềm năng quỹ đất cho công nghiệp đô thị. Đồng thời, đường liên tỉnh cùng với đường nối hai cao tốc sẽ tạo nên trục giao thông kết nối xuyên suốt tỉnh Hưng Yên,